thưa quý vị, tiếp tục chương trình làm việc, vào sáng ngày hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của đoàn giám sát của Quốc hội về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Báo cáo của đoàn giám sát cho thấy, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống nhân dân, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 30 năm 2021 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng chống dịch. Trên cơ sở đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, hỗ trợ lãi suất và các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, báo cáo của đoàn giám sát cũng chỉ rõ, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng như hệ thống pháp luật hiện hành chưa điều chỉnh được các quan hệ, tình huống phát sinh, tạo ra các khoảng trống pháp lý trong công tác phòng chống dịch. Có nhiều khó khăn trong việc phân bổ, quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán nguồn lực từ ngân sách nhà nước. Các quy định hướng dẫn mua sắm vật tư, trang thiết bị chậm được điều chỉnh, dẫn đến tâm lý lo ngại, sợ sai từ các vụ tiêu cực phát sinh. Còn xảy ra sai phạm trong mua sắm ở nhiều mức độ khác nhau, có vụ việc đến mức phải xử lý hình sự. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị đoàn giám sát làm rõ hiện trạng thanh quyết toán các nguồn trong và ngoài nước, đặc biệt làm rõ có thất thoát sai phạm trong việc quản lý, sử dụng nguồn lực cụ thể cho phòng chống dịch. Trong đó, đề cập rõ lượng vaccine thừa quá hạn cụ thể là bao nhiêu. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị đoàn giám sát giải trình rõ cơ sở đề xuất sử dụng quỹ bảo hiểm y tế để chi cho y tế dự phòng. Về y tế cơ sở, tình hình phát triển còn nhiều vướng mắc. Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần làm rõ trách nhiệm thuộc về ngành y tế hay thuộc về các địa phương, đề xuất mô hình, hệ thống, biên chế của y tế cơ sở ra sao để khắc phục những tồn tại hiện có. Từ đó đưa ra định hướng cụ thể để triển khai trên phạm vi cả nước. Thưa quý vị, báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022 vừa được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hoàng Hợp thông tin chi tiết. Qua khảo sát gần 12.000 doanh nghiệp trong nước và ngoài nước, VCCI xếp hạng 63 tỉnh thành phố về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh. Kết quả, 5 tỉnh thành phố dẫn đầu bảng xếp hạng gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Tháp. Khảo sát PCI 2022 cũng chỉ ra là chất lượng cải cách thủ tục hành chính có chuyển biến, chi phí không chính thức tiếp tục xu hướng giảm từ mức 9,1% của năm 2016 xuống còn 3,8% của năm 2022. Tuy nhiên, vẫn xuất hiện tình trạng nhũng nhiễu khi giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các doanh nghiệp vẫn gặp phải tình trạng phiền hà ở một số lĩnh vực như là thuế phí, giải phóng mặt bằng, bảo hiểm xã hội, phòng cháy, chữa cháy. Đáng chú ý, thủ tục đất đai tiếp tục là điểm nghẽn lớn khi 42,9% doanh nghiệp cho biết là phải giãn hoãn bỏ kế hoạch kinh doanh vì vấn đề này. 60,8% gặp khó về hồ sơ đất đai. Mức độ lạc quan của doanh nghiệp còn thấp khi mà 35% doanh nghiệp cho biết là sẽ mở rộng quy mô kinh doanh trong 2 năm tới. Sự cải thách trong nhiều lĩnh vực có phần chững lại bởi bản thân các doanh nghiệp đang gặp khó về vốn, nhân lực, hạ tầng và cho đến khi chất lượng thực thi của chính quyền cấp cơ sở. Một điểm mới của PCI năm nay là VCCI đã khởi xướng chỉ số xanh cấp tỉnh PGI nhằm tăng cường sự quan tâm của chính quyền các địa phương với vấn đề bảo vệ môi trường thông qua thu hút đầu tư, thực hiện các mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam. Thưa quý vị, tại buổi tọa đàm phát triển hợp tác xã nông nghiệp bền vững vừa được tổ chức sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong số 29.000 hợp tác xã đăng ký hoạt động, hơn 70% là trong lĩnh vực nông nghiệp. Dù doanh thu và thu nhập các thành viên đã tăng lên, nhưng các hợp tác xã vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt là điều kiện tiếp cận đất đai, nguồn vốn cũng như đội ngũ quản lý. Chính sách pháp luật về mô hình kinh tế này cũng còn chậm chuyển đổi, cơ chế ưu đãi chưa đủ mạnh để có thể tạo động lực kích thích sự phát triển. Do đó, theo các chuyên gia, trong thời gian tới, việc nhanh chóng hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, cơ chế chính sách sẽ phải là ưu tiên hàng đầu. Cùng với đó là việc quảng bá các hợp tác xã điển hình hàng năm để giới thiệu truyền cảm hứng về các cách làm hay giúp người nông dân lựa chọn được mô hình phù hợp với mình và đáp ứng được nhu cầu của thị trường. Thưa quý vị, nhân ngày Người Khuyết Tật Việt Nam, ngày 18 tháng 4, vào sáng ngày hôm nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội phối hợp với Hội Người Khuyết Tật thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Tham gia phiên giao dịch việc làm có 33 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng tuyển sinh hơn 900 chỉ tiêu.
mức thu nhập của người lao động từ 5 cho đến 15 triệu đồng một người một tháng. Ngành nghề tuyển dụng khá đa dạng, phù hợp với người khuyết tật như là công nhân may, thợ thủ công mỹ nghệ, công nghệ thông tin, điện tử. Phiên giao dịch việc làm nhằm cung cấp thông tin thị trường lao động, học nghề, phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp và online, qua đó tạo điều kiện cơ hội để lao động khuyết tật tự tin chủ động tìm kiếm việc làm, học nghề để có thể tham gia vào thị trường lao động. Thưa quý vị, quý 1 năm nay, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng, giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách địa phương năm 2023, địa phương này cần có thêm nhiều giải pháp mang tính tổng thể, nhất là tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Hoạt động thu ngân sách của Khánh Hòa dựa trên hai nguồn thu chính, đó là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và thu từ sản xuất, kinh doanh. Trong đó, nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đang gặp khó khăn, giảm tới 61% so với năm ngoái. Cái nguồn thu của Cục Hải quan Khánh Hòa chủ yếu từ hai nguồn, đó là nguồn xăng dầu nhập khẩu. Cái nguồn thứ hai là thu từ cái thiết bị máy móc nhập khẩu để hình thành các cái dự án đầu tư. Thì trong năm 2023 thì cái nguồn này sẽ bị giảm, lý do là cuối năm 2022 thì nhà máy này đã hoàn thành, cho nên cái trong năm 2023 thì sẽ cái nguồn thu và cái này sẽ không còn nữa. Trong khi đó, nguồn thu từ sản xuất kinh doanh tăng 8,64% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trong quý 1 có 7 khoản thu giảm. Trong khi đó, tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn. Một số doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, du lịch có lượng khách hàng giảm, doanh thu phát sinh thấp, từ đó số thuế khai nộp trong quý 1 thấp hơn so với cùng kỳ. Khoản thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản sụt giảm so với cùng kỳ năm trước do thị trường chuyển nhượng bất động sản trầm lắng. Theo Cục Thuế, để đạt tiến độ dự toán 6 tháng năm nay, dự kiến quý 2 toàn ngành phải thu 3.300 tỷ đồng. Trong khi đó, chính sách gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2023, chính phủ dự kiến tiếp tục ban hành trong quý 2. Vì vậy, nhiệm vụ thu quý 2 dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn. Phối hợp với ban ngành, ủy ban xã, phường quản lý rà soát các nguồn thu để khai thác các cái khoản có khả năng tăng thu về các khoản nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất, tài nguyên khoáng sản hoặc là kinh doanh về thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng. Thời gian tới, ngành hải quan Khánh Hòa sẽ thực hiện đồng bộ quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu, đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quản lý thu thuế, tiếp tục phối hợp thu với ngân hàng thương mại để tạo thuận lợi cho việc thu nộp thuế, tăng cường trao đổi thông tin trên hệ thống với ngân hàng và kho bạc.